Dạ con chào cô Mơ. Chào em Chi Ly. Chị em Ly. À, hôm nay cô Mơ cũng tới chơi với anh em nữa cả nhà, với nhóm. Thì giờ mấy anh em đi đón. Không không chở đồ tiếp. Quá trời cô Mơ đem đồ quá trời nhiều ơi. Ba bún bao. Anh Mừ đi đổi đồ phộng rồi. Ủa vậy là xe mình giờ vô đó hay là anh có đi vô chung với em không? Đi. Không có, một lát phải đi qua bên cầu Lãnh rồi. Đi công việc à. Anh hả? Ừ. Đi xong rồi cái xe, đổ xe lại. Tao chở xe ăn hủ con kìa. Ai chở cô Mười? Đây anh chở, em chở được, còn dưới xe mà. Thôi giờ mình đi vô trời cả nhà ơi. Hôm nay nè, bộ rách ra kìa, xúc. Ai ơi. Ủa, cái này tao làm sẵn mà. Ủa, kinh chào cả nhà coi. Con nãy giờ chào cả nhà chưa? Chào cả nhà. Hữu chào cả nhà chưa? Rồi. Đây là cô Mười mua giò heo xuống để hầm ăn. Cô Mười không có cho anh em đi đồng. Mấy cái nào có hơi hơi đó lột dục vô phanh nó phanh nó è. Có gì đâu. Cạo mới được. Cạo con gà cháy chân gà tức. Có trời lắm sao nè. Anh em coi sạn làm nha. Nãy giờ dính mấy con rồi anh Linh? Anh Linh dính mấy con rồi? Con à. Chiếc này sao cô Mười xuống có ai rồi à? Con chị... Dũng. Dũng đâu? Dũng ở nhà chuẩn bị làm đám. Đám cưới Dũng sắp sửa lấy chồng. À, vậy là Dũng sắp sửa lấy chồng. À, phải ca bản bài ca là sao nở rồi lấy chồng. Bây giờ cô Mười vui. Vui đó. Trời ơi tao mua được có 3 cái đó cho mày. 3 cái hả cô Mười? Có 3 cái thôi nha. Đây trời ơi này nè. Đem em qua này đi để bay. Lính bên Mỹ người ta rất thích cái này luôn. Mà nặng ra. Bán mất tiền lắm. Áo gió. Đó. Quá trời đồ đẹp luôn cả nhà. Đồ mới không cô Mười mua đồ mới cho anh em nè cả nhà ơi. Nè. Nói này luôn hả? Ừ. Nè mặc thử cái coi. Đó. Có huy hiệu đàng hoàng, có chuyện ra bị bắt. Ôi, để nó trộn. Dạ, ai ơi. Bự. Dữ lắm, cá bự rồi. Cá bự. Hay quá em ơi. Quá trời, cá chơi nó bự rồi cả nhà ơi. Cá chơi nó bự nè. Tao câu rồi. Cần ngủ mà, sợ ngủ mà. Hấp lấy cá chơi bự ăn ngon ha. Cá chơi đó, chuyện tầm ký rồi. Vô cô Mười sẵn đồ cho nè. Có chị em Ly. Có nguy hiểm không? Nguy hiểm không? Không. Nguy hiểm có. Quá trời đồ luôn của mình. Sao luôn hả? Cái này là chị em Ly cho. Đẹp nha. Cho mình luôn nha. Kỷ niệm luôn nha. Trời ơi vừa hính luôn nha. Nè. Dạ anh tính kìa. Anh coi cái anh vừa không? Chắc vừa mà. Được rồi. Mình để dụng heo với giò heo vô hầm rồi cả nhà ơi. Cái giá mà được anh ơi. Đổ vô không được anh? Đổ không văng đó. Không văng vô, để sát vô mé, đó, hả? Thấy cái gì thấy mình bành nó ra cái hầm phía trước đó mình hầm với măng. Mấy anh thì đang ăn măng vịt với nãy là con được hai cá chê nữa cái này. Nhìn nãy giờ vịt cũng làm xong rồi cả nhà ơi, một con vịt đực và một con vịt mái. Giờ mình sẽ con này sẽ nướng hả? Con này nướng nè. Con kia mình sẽ nấu chao. Con kia bự ghê.
Đây, dịch sim gốc luôn cả nhà. Hai tay sẽ bóc luôn. Hết biết dịch thịt nó ngon. Đó lòn ha. Dịch già, dịch sim mà già. Châu à. Trong có ớt gì không? Dịch rồi nè. Ớt chao nước luôn. Để nguyên con này luôn ha. Ừ. Chặt ra làm bốn rồi. Khỏi chặt thấy em thấy banh ra vậy là ok đó. Ờ, banh ra vậy cũng được. Được. Rồi anh nào ớt. Ủa mình ớt dịch nước rồi lên. Ớt dịch nước. Anh lên rồi. Em nghe nói như là anh ướp vịt đồ nướng ngon lắm mà. Ok, để mình ướp cho. Chào đâu? Chào chưa về. Chào đâu anh? Dạ chưa? Anh hữu á. Đây đúng không? Mới đi sắm mà nấu chao. Sắm đồ về cả nhà như là cái vụ như rau muống này kia nè. Ở đây thì vịt. Thằng cái dao bé nhỏ. Thịt sớ thịt bò không à, thì tắt mình đúng rồi xíu tiền anh chai ga vậy ờ thế anh em mua tùm lum hết trơn dư được bao nhiêu là thiếu tiền 5 chai ga rồi không có trả mua đi xong mua ga 6.000 đó mua rồi năm chai ga vàng quá cây hoa cho trắng quá con thịt đó thì mình sẽ nấu chao nghe nè rồi hết luôn đó hả. Đi, còn mình chuẩn bị đồ ướp nướng con này. Bầm luôn. Bầm luôn. Da luôn hả vậy mừng. Mình có tăng cường thêm này bầm da luôn hả vậy. Hai con cá chê nó ăn trâu dính rồi cả nhà. Không có làm cái canh nè, cái da bầm luôn. Cái da bầm hết rồi chạy. Đừng lấy da vậy nha. Lấy thật không hả? Ít thôi. Nè mẹ. Cái nồi hầm mình nè. Con heo. Hai con vịt sim này, một con vịt nướng, một con ốp rồi chưa cả? Ăn xong rồi cả. Nấu rồi là một con nướng với một con để nấu chao cả nhà. Thì đây là nấu chao được phải có phai cao. Phai cao nấu cho nó nhừ cả nhà. Giờ đông quân mà đúng ra mình luộc á, mình lột mà thôi giờ mình gọt đi, đông quân gọt đi. Gọt cho nó ngon đi. Ừ. Giờ luộc cũng không lắm. Trong này thì đây thì anh thấy anh cũng đang đầm cái nước ớp ớp con vịt sim ớp con vịt sim đó là con vịt mái nha ở đây thì nãy cháy dữ lắm chén mà anh Mười đang làm cái tàu tiết canh mà em không dám quay cả nhà ơi hết được nữa à. Còn bên đây là Úc Thanh đang kho cái nồi cá khô, kho khô. Cô Mự ít cho ngọt ngọt nha, đừng bớt ngọt nhiều nha. Không có để luôn. Cái với hầm mình đã cả nhà ơi. Nè anh Tiến cầu. Anh Tiến hay anh Thái cầu ta? Thái cầu. Thái. Không con. Nướng bụng trước nướng kia trước. Bây giờ ông anh ổng ốp chao rồi. Đó, giờ còn dư chao đó cái mình bỏ vô hồi vô trong vịt đó ốp anh để hồi ốp nấu chao. Thôi thôi mà dọn chén đi. Trộn vô đó luôn. Trộn vô đó luôn đi. Ờ có trong đó có nước không? Chắc nước vậy không? Chắc rồi, chắc rồi, chắc rồi. Trộn trước, trộn trước. Cái cánh còn lại Thanh nhấp vô cái sót cái cánh. Ốp vô luôn đi Thanh, ốp chao vô luôn đi, lắc cái lại lấy cái hũ chao rồi lắc vô. Lắc. Lấy cái hũ chao của anh lắc đó của anh. Lấy hũ chao anh mà. Lắc cho nó nhừ ra cái đổ vô đó luôn, ốp đồ vô đó đi. Cho vậy cho nó cái keo chao nước đó đưa vô luôn đi. Làm nước chao nào. Bỏ vô ốp vịt kìa. Ốp vịt để mình nấu chao á. Nấu chao hả? Ừ. Nấu e giết vậy. Chưa. Có chưa đây không? Không. Hết tiền. Xả bao nhiêu nhiều nấu ngon. Sắp. Có xả nữa kìa. Thôi xả thôi để sao cũng được. Ủa, anh để vô đây luôn, ốp vô đây hay vô đó. Vô đó luôn á. Vô. Chưa là bạn không? Chấm này hả? Chấm anh vô hết trơn rồi. Chấm gì nướng này hả? Chấm không, chấm không, chấm cũng được. Chấm món gì mà mặn không? Không mặn đâu. Mặn đâu, vịt nhiều lắm á. Bây giờ cái nồi đó làm sao rồi? Cái nồi thịt hầm đó sao rồi? Đừng để muối nha. Không để muối được. Muối mặn. Tức
có cái nồi thịt hầm này sôi rồi sơ để dốt bột nè. Không được không? Không. Không ăn lẩu chuối. Không ăn lẩu chuối ha. Không. Rồi sắt xả luôn, mức xả luôn, vài tép xả luôn, sắt bỏ vô đó luôn. Ăn thơm đẹp không? Chắc là phải trẻ rồi, mình nướng chỗ này. Lấy gì kéo ra, nhấp cho. Nhấp chưa? Có gì đâu. Bình thường thôi. Khoanh trong sao rồi? Ớt trong trời. Nó già luôn ha. Ừ, ớt gia thì mau chín. Nhóng cái nhóng lên nha. Nhóng lên cho em đút cái kéo vô coi. Ừ. Người cầm bên kia, người cầm bên đây. Nhóng 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 nặng đưa vô coi trời. Đục nhóng đít lên, nhóng đít. Rồi Phật. Cho nặng đi. Thử tỏi, ốc xanh thử tỏi để nấu chao nghe. Rồi, tám rồi. Vớt cái đầu ra ngoài đi lụm giùm dưới, dục vô giùm cá. Vớt cái đầu ra ngoài cá. Vớt mặt qua đây. Chết luôn, giữa đi. Mấy dựa heo. Qua trời cái nồi măng này anh em ơi. Nồi măng này đãi nguyên cái đám giỗ luôn á. Rồi thì nấu ăn đi, giờ cái hồi múc cha cái gì nữa còn lại nữa về chiên cho anh em ngự mớ ăn. Rồi thấy cái đầu anh mừng rồi. Bên đây thì anh mừng anh bầm ba cái này để làm tiết canh. Hủ hủ tránh cái dĩa của anh hủ. Tiết canh vịt xiêm nè cả nhà. Xiêm tiết canh. Bên đây thì ốc xanh bỏ hành vô. Nồi canh giò heo nó hầm măng. Chịu rồi, có 6 kg giò heo rồi. Cô Mừ nói là dưới này là có 6-7 anh em mà dán ăn hết 6-7 kg giò heo này nha. 6 kg măng đó hủ. Hả? 6 kg giò heo như kg măng. 5 6 kg mà nó tính 5 kg rưỡi. Tối bà mua đốt ra tăng sinh nhất. Là 12 kg hết nãy đó hả? Sáng một tay cái giờ. Rồi hủ ở đây hả? Hồng chế nước em ngon hành. Ở đây hả? Ừ, ra ngoài vườn bún luôn. Đúng rồi. Ba cái mà khoai đâu, khoai cao đâu? Đây. Đưa vô luôn cho Nhừ. Đi rồi, để khoai cao luôn được rồi. Để luôn anh. Đúng giờ ớp khoai cao mà thôi, không ớp. Đúng rồi, mua Việt Nam Airlines nha. Rồi, tới lên đi em đậy nắp lại, cho thêm miếng nước nó đậy nắp lại Úc Hành đây. Cả nước thêm hủ ơi. Hả? Cả thêm miếng nước thôi, trong Hành cháy vô trong nồi vịt. Sao rồi? Chính truyền tính. Chính truyền tính. Chính rồi. Tá bài. Ok anh Thái. Ok ha. Ok. 5 phút nữa thôi là em luôn á cô mà. Dạ, phải có xương thịt đồ chút đỉnh vậy nè. Học mấy món này. Này để đàn ông dân nhậu người ta làm. Không nhìn nó làm nó cho chồng nó nhậu cũng được vậy. Trong đó này nó hạn chế không bất chế hàng bất nứt thôi rồi chết chưa.
Ừ, mày cũng phục vụ anh em đây nè, anh em ta đang cần ta nướng vịt. Yeah. Ờ, nóng chỗ lửa, củi nóng. Nóng giờ đó, mình kiếm bia vô, khói vô thôi. Lên đâu ơi? Lên nữa. Lụm đi. Lụm đi. Lên lên. Lụm đi. Chứ còn gì trời. Ừ, phát bếp cho, bếp chở, bếp chở. Ờ. Vô, lụm. Đâu lần nữa hú ơi. Nấm. Lụm. Mày kéo dắt ra luôn. Nóng. Trời ơi. Ngồi dính cái tay. Cạch ta nướng nãy giờ. Dạ, em ơi. Bóc à. Ừ. Có sao có tay không? Mời trước nha, mời xin lỗi mấy anh em trước nha. Mời cái nhà trước nha. Không, xin lỗi à. Qua gió anh em ơi. Vô. 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 Ôi, ngồi xuống. Kìa nhấp miếng mồi dưa cho mấy anh có thứ cái vừa ăn không? Đây, nè, cục ơi. Hồi nãy mày để ngon quá. Quá ngon luôn trời. Ngon. Nướng ngon lắm anh em ơi. Trời ơi. Không có. Ăn nghe biết luôn, ăn nghe biết luôn. Để cho cô mượn miếng ơi. Trời ơi, nóng hổi luôn. Thôi, nướng ngon hơn. Ngon lắm. Trời ơi, cái này nhậu là hết. Quá tí luôn chét luôn. Cái này nhậu là hết bà luôn anh. Quay. Mà này không có bia. Bây giờ đúng rồi. Đây, ở đây. Vô. Quá ngon. Bò ha, thiếu không có bia rồi đó. Thiếu có bia rồi đó ha. Vô. Ờ, đã quá. Ăn tại lò ngon quá anh em ơi. Còn gì nước nữa không? Còn gà lông cay. Qua đã anh tiếng rồi, anh tính rồi. Còn gì nước nữa không? Còn gì nước nữa không? Anh ra đưa cái lòng bia cái làm cái chân người ta cạnh. Đưa cái tưởng cố kích cái chân luôn rồi nè. Ở bên dưới anh em ơi. Rồi mèn bữa nay này cả nhà ơi. Cô mẹ cũng có mua giò heo đem xuống. Đây thì cá kho, dây kho, mè ngon, gừng, ngâm giấm, cộng thêm một chén nước mắm. Đây thì rau muống tàu, vịt xiêm nướng, vịt xiêm có anh heo heo măng, heo heo phẩm măng. Đây là cái vị quyết lòng của anh em làm. Đâu đâu nhiều gì tiết canh. Quen cái gì lắm bấm vậy chứ. Giải đàn giải. Dạ, anh tính rồi, anh tính với chị. Bây giờ anh tính với chị, anh Ly vô đứng đó lần đây. Dạ, lớn lần dạ, nhiều xíu à. Thôi, dạ, dạ. Thầy mưa đâu, cảm ơn này bảo không cho cháy đâu. Thôi, giờ cũng trưa cả nhà, em cũng mời cả nhà cùng thưởng thức với anh em với Tú nha. Đây là kênh Tú Bích Trước Bắt Chuột nha. Anh em vô ủng hộ nha. Vô. Vô. Rồi, xin mời cùng anh em trên kênh Tú Bích Trước Bắt Chuột vô luôn. Vô, mời cả nhà. 1, 2, 3, vô. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà một thanh giò coi. Giữ nó ngon. Thanh giò heo. Cô giống này nhảy nữa. Quá rồi. Thái quay tôi xíu vậy, tôi quay mọi người thái quay tôi. Là, để em đụng cá. Chưa hết tôi. Mời hết anh em của mình luôn nghe. Vô. Vô đây đây. Vô. 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 Đâu không đâu ạ. Cái này mới đầu nướng luôn rồi. Có ấy ở nhà. Thôi đây có. Vịt xiên nướng đó cô mượn. Dạ. Ở nhà con không vậy? Gần hả con? Con. Con phải để xe nè. Thôi mà xin phép cả nhà nha. Mời. Ok. Đặt chân vô. Có mắm trồng cái bên nghe chan vô. Thôi để chừng nào qua ăn. Ê, nghe là dán hành tràng nó không sao đâu. Đây nè, đây nè, có một hả.
Vô nhưng mà ông chót rồi á, ông phải răng lên. Hỏi ông có răng không? Ông ấy thì mắc kêu rồi hả? Múc thêm mà để qua đi ăn mới ngon. Muốn ăn liền mà. Ừ, ăn liền không ngon, ăn qua đi mới ngon. Mình sớm mình đem vô có một cái bếp ga cả nhà ơi. Bây giờ mình múc mình chiền lại nha. Để cái đèn gió nó gì. Rất là ngon cả nhà. Bự mà. 4 kg mấy rồi mà. Dịch này dịch cầu. Vô mạnh mạnh lên mấy anh ơi. Trời vô bão rồi, mưa lâm dâm bây giờ nhậu về thứ nào chưa nổi cả nhà ơi. Trong cái thời gian này cả nhà cũng thông cảm, đây anh em không có được cái đi quay được những cái clip á, tại vì mưa quá cả nhà ơi. Rồi đi trải nghiệm chỗ này chỗ kia không được. Đấy, không có clip nhiều, đăng đều cho cả nhà xem, cũng thông cảm cho anh em giùm nha. Vô đi mạnh mạnh đi mà anh. Tưng lên anh, tưng lên. Lộn. Vô anh vô cái đi. Vô anh em ơi. Vô. 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 Đây mình thuê xe mà mình thích chỗ nào mình đi trải nghiệm đồ chỗ đó đi nữa. Đúng rồi, cũng như thằng tài xế. Nhưng nhìn chị em chị Ly, chị em Ly. Chị em Ly lên hình ăn ảnh dữ vậy ta. Hai mới vô tàu có nói giờ làm hai cho nên chị em 30 đó. Mấy ngày ăn thử quay cao không ạ? Đi đang có tình thôi. Đi 21. Tí 17 chứ. 17 chứ. Lấy nha. 18, 19, 20. Ngon không cô Mừ? Cô Mừ ơi ngon không? Không biết gì đó. Trời ơi, nó biểu từ từ, nó cắt rớt răng. Nó rớt răng nào. Nó thêm được không? Nó thêm được không? Còn một nồi cháo chổng múc ra thêm. Không ở đây đấy, anh ba múc được, anh ba đi múc, anh ba ngoài này gần dễ đi ngang cái giỏng nhỏ. Múc châm thêm. Đấy, môn gì nhiều á. Chảo á. Nếu tôi muốn chảo. Có gì em mướn á. Hai cao không? Tay em sắp xếp. Tưởng nấu hai cao nhiều nhiều ngon. Mua có 3 kg mà trước ngày. Những ký giữ. Để bữa nào mình làm nữa. Hai cao luôn. Không đi, chứ em đi chứ không có ít đâu. Không có lợi không nhiều, có 30 người à.
ba chục người hả? Trời ơi, trải nghiệm, trải nghiệm chứ không phải vậy. Ba bàn rồi ba. Lên lon mới chưa anh Nam ơi? Hết chưa? Có mấy gì à? Ờ, nhẫn rồi, dạ. Đâu rồi, đợi hải sản ăn cua về cho nó gì vậy? Ăn hà không biết. Đâu rồi, chị biết ăn hải sản rồi. Đây mới chụp khô, mình làm khô mình ăn theo. Này là đó chứ. Anh ba chắc cái keo tiêu ra dùng luôn rồi. Mời gọn. Có nè. Đây. Đây coi coi xem mình lên có rồi có rồi. Ờ Tú. Trời ơi tới ngoài luôn. Đúng rồi. Đi vào thẳng vô. Bao xe. Đi vào thẳng vô. Không quá trời như thật. Đó mà giá nó có giống như mình đi 2 ngày 3 ngày bao nhiêu á, có giá mình cố. Đi tới ngày đi ngày về đó là bao nhiêu? Không có gì đó lại tuần nào có đi có gì. Mấy đại ca ca của em nó chốt cho nó. Thì anh có anh em là qua Vũng Tàu á. Đi tới đâu á? Còn cho mấy cái máy máy mà làm việc. Điện có hồi đó cái đầu có anh rồi. Ờ tiếp rồi mình xuống khoảng này chưa kêu xong bút rồi. Ai đó ai đó tiếp. Ai đó tiếp. Mời à. Đó mà tính tiền chết luôn á. Cái này nhà trong nguyên đâu giống hết trơn rồi. Có người đặt hết rồi. Hình dương hết chưa? Cái gì cả luôn ban tao lấy gì cả. Dạ. Nói. Để nhà hiệu mới gì. Ờ. Ừ xuống ra. Ra cho anh em lắp điểm quay phim làm nó rồi. Bà tiếp tụi mới. Bây giờ để nghe tổng tổng. Rồi. 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 Múc đại lên nhóc cái nhỏ á, biết nhiêu là múc cho ăn đây. Đại tâm chứ múc cho năm đồng. Vô, vô lên đây. Vô. Vô em ơi. Vô em ơi. Vô cái nhà. Vô. 1, 2, 3, vô. Úp thăng ra. Thì đây em cũng xin thay mặt anh em cũng cảm ơn cô Mừng với chị Anh Ly với anh Linh. Rồi anh Thái, anh Tiến rất là nhiều nha. Thì cô Mừng cũng mới xuống ngày nay, còn anh Thái với anh Linh với anh Tiến này xuống cũng 2-3 ngày nay cả nhà ơi. Thì ở lại chơi tới bữa 15 tây anh mới về lại Vũng Tàu. Không, về Sài Gòn bay ra Nha Trang nữa. Cảm ơn cô Mừng rất là nhiều cô Mừng ơi. Cảm ơn gì cô ơi, chuyện này xuống đem đồ quần áo quá trời luôn. Khoảng cách hết chưa hết nữa. Hôm nay rất vui gặp cô Mừng là em luôn. Cái nè có không nhủi nữa nè. Một lần nữa em cũng xin chân thành cảm ơn như anh Tuấn Linh và mấy anh đi về chơi với tụi em đây với cô Mừ rất là nhiều. Cô Mừ hôm nay tới chơi với tụi em thì cũng đem quà nhiều nhiều lắm cả nhà, là ví dụ như nón quần áo rất là nhiều để anh em bạn khi chuẩn bị mùa mưa rồi cả nhà. Cái này mưa bão hết trời, đầu chống chân lại. Dạ. Cảm ơn cô Mừ rất nhiều với chị em Ly. Tội nghiệp mới kìa ha. Chị mà chị em Ly rồi. Mình cao bạn thôi chị Ly. Hai đứa mình yêu nhau vậy. Thôi nó cho mình xong ca với chị em Ly, bạn hai đứa mình yêu nhau nha. Dẻo không? Chơi chưa? Chưa. Chưa. Đưa giọng. Đưa giọng cho nhỏ ngủ. Đưa giọng luôn cả. Hay ta khéo khéo. Ở chỗ cụ Mừ ăn túc đi mày. Mày ca dở thôi. Đẩy cao. Đẩy cao của cụ Mừ về. Đẩy cao hả? Đẩy cao. Mẹ đẩy cao ca cho mày coi. Thôi thì em cũng xin cảm ơn cả nhà rất nhiều đã theo dõi hết clip của anh em nha. Em cũng xin tạm kết thúc clip này đây. Hẹn cả nhà gặp lại trong những clip sau nha. Chúc cả nhà có một ngày mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc bên người thân và gia đình nha. Bye bye cả nhà. Bye bye. Áo cũng tới nữa rồi.